Tiếp theo là câu hỏi của chị Vân ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Tôi có con đang học lớp 9, tôi muốn tìm hiểu khóa học ngắn hạn từ 1 đến 2 tháng tại đất nước Singapore. Tôi có tìm hiểu thì thấy ở trường Kaplan có khóa học này nhưng chưa hiểu rõ lắm. Nhờ chương trình tư vấn giúp tôi. Chào chị Vân, mới đây thì trường Kaplan cũng có khai giảng khóa học Anh văn là 1 tháng. Đây là chương trình rất phù hợp đối với những bạn học sinh muốn có thêm kinh nghiệm trước khi mà bắt đầu cuộc hành trình du học của mình. Và trong vòng 1 tháng thì các em sẽ được tham gia các lớp học tiếng Anh vô cùng thú vị và có thể là tham quan các địa điểm hết sức hấp dẫn tại quốc đảo sư tử này. Và hiện tại thì trường luôn có những chính sách cải thiện để chăm sóc sinh viên tốt nhất. Và hàng năm thì trường còn cấp 24 suất học bổng đào tạo nhân tài, giúp cho các bạn sinh viên tài năng được tỏa sáng, khích lệ những các bạn sinh viên khác là phải cố gắng nhiều hơn để chinh phục các suất học bổng tiếp theo. Và mặt khác thì cũng hơn 50% sinh viên sau khi mà hoàn tất chương trình tại Kaplan thì cũng đã giới thiệu trường đến bạn bè cũng như người thân của mình cùng nhập học tại đây. Và điều đó cũng cho thấy rằng là chất lượng của trường thì không những là được công nhận bởi các cơ quan giáo dục uy tín mà còn được đông đảo các bạn sinh viên hài lòng về chất lượng đào tạo của trường.